cả con bầu rồi. Bô này, con bô này nguyên gì nhé, còn rất là mới, còn rất đẹp nhé. Không bể nở đấy nha. Này gì nha. Quá nét luôn. Quê ta nhá. Em sẽ chụp chi tiết cho anh em trong nội thất trong nhé. Này video thì nhìn qua thì nó không thể nhìn được rõ. Mấy con như vậy rất là mới. Còn Zamo này cũng thế nhá. Zamo còn rất là mới đẹp luôn. Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân lòng, rừng đào phong kín cánh bông manh lá hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết qua trăm ngày đi, liễu dù mà chi đêm tân xuân. Tết thực dài.